phía bên quận 8, đường Hoài Thanh. Có hai cái mạng đá lập ở đây. Ở phía bên phải á thì đó là những cái những nhà rất là cũ kỹ luôn. Và ở phía bên tay trái á thì cũng là những cái nhà cũ nhưng mà nó sẽ đỡ hơn, cũng có một vài cái nhà lầu xen kẽ. Nhưng mà nhà ở phía bên phải á thì nó có chuyện thiệt là như thế này. Đó là nó nằm ở trên xe, nó nằm ở trên sông á. Nên nếu như mà xây dựng sửa chữa lại á cũng rất là khó khăn, cũng có nguy cơ là bị sập vào trời mưa, trời đang mưa lâm râm đó. Thấy ngộ không? Trời nắng, trời rất là trong nhưng mà mưa lâm râm đang bước. Tuổi là xưa luôn, đúng là muốn hoài cỡ thì cứ ra những cái đoạn đường giống như vậy mà thì mình sẽ hoài cỡ được. Nó cỡ mà nó cỡ xưa luôn á. Mưa chút cha rồi sa mưa từ cục ta tự nhiên mưa mà ở dưới chạy ra đâu nữa không, mình cũng chả biết đường, không biết ở dưới chạy ra đâu. Có những cái cây dừa mà có quá trời chá luôn, không biết là cái cây dừa này của ai. Đó, ở đây có cái bờ sông mà đứng ngắm sông rất là thoáng luôn. Ủa, không biết quẹo ra đây là quẹo ra đâu ta. Đây là đường Ngô Sĩ Liên. Ấp đỏ hay không? Ủa, chạy ra đó là chạy ra đâu người ta chả biết gì. Đường Ngô Sĩ Liên trên quận 8 á, tự nhiên ở đó có cây cầu mà biết cái cây cầu đó là nó sẽ bắt đi bao nhiêu á. Trời ơi, để chạy thử coi. Mưa thì vẫn đang rơi á, mưa thì vẫn đang rơi lâm râm lâm râm. Có cái cầu này đi ra người ta. À hiểu rồi, vẫn là đường Võ Văn Kiệt thôi. Và hiểu luôn. Chính xác. Chính xác luôn, thầy ơi. Đúng thời đó người ta nói á, biết người ta nói như thế nào không? Đường nào cũng giờ la mã. Mà đúng thì đường nào cũng giờ la mã, tức là một cái tên ngụ ý là cho đất tràn á. Đi đâu cũng gây về chỗ cũ rồi. Không phải hôm nay thì ngày mai cũng gây về chỗ cũ. Đúng thời là như vậy. Còn la mã là tới ở bên châu Âu luôn, mình đang ở Việt Nam rồi thì làm sao mà quay la mã được. Đấy là cái lời nói của người ta là đi đâu thì cũng về, quay về cũng sẽ có lúc quay về chỗ cũ. Ôi chết thực sự đi. Ngày cuối tuần giờ này đi chơi thì vui chơi là mình chẳng đi đâu cả, mà cũng đâu có ai đâu để đi, đúng không? Chẳng có ai để đi hay là thôi kệ, ở nhà cũng được, cũng chẳng sao. Đúng là cuộc sống nhàm chán, cuộc sống này chả thấy cái gì vui á, và luôn á không hề thấy cái gì vui. Bây giờ ở đây suy nghĩ là có nên vòng lên trên cầu Chà Bà hay không, hay là đi đường Phạm Thế Hiển về. Mưa thì mình cũng thấy quá lo lắng, bởi vì mưa rất là nhỏ mà còn nắng nữa, tức là mưa nó sẽ không có to hơn nữa.
xe thì đổ ra đây.